Xuất hiện heo vòi mã lai cực quý hiếm mới được chào đời tại Anh. Một con heo vòi mã lai quý hiếm mới được chào đời trong sở thú Chester, Anh vào thời điểm quan trọng trong việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trong vòng 40 năm qua, số lượng heo vòi mã lai đã giảm đi một nửa do một số nguyên nhân như nạn săn bắn, khai thác gỗ trái phép, nạn phá rừng hàng loạt. Do vậy, sự chào đời mới của mỗi cá thể heo vòi mã lai nhận được nhiều quan tâm. Con nhỏ giống cái có tên là Nessa, nặng khoảng 9 kg, chào đời sau khi heo mẹ mang thai trong thời gian kéo dài 13 tháng. Theo các chuyên gia, Nessa ra đời vào thời điểm quan trọng trong việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Heo vòi mã lai có họ hàng với cả ngựa và tê giác, là loài lớn nhất trong số 4 loài heo vòi trên thế giới. Khi mới sinh, heo vòi con có bộ lông đặc biệt với một loạt các đốm và sọc. Sau 6 tháng đầu đời, bộ lông của chúng dần thay đổi, có hoa văn đen trắng độc đáo giống bố mẹ chúng. Hoa văn chúng giúp ngụy trang trong môi trường sống.